Hôm nay mình sẽ lên cho mọi người là cái thanh lan giảm đau này của Nhật nha mọi người. Cái thanh này mình biết được là qua ông anh của mình ý. Ông ấy đi làm bên Nhật cũng được 2 năm rồi, thì kiểu như là công việc của ông ấy cũng vất vả và kiểu vác nặng ý mọi người. Thì thường thì ông ấy hay sử dụng cái chai này nè, nên là mình cũng biết được ý. Này thì tận 85ml nha mọi người, và kiểu dạng lan ấy nên là chúng ta rất là dễ dàng sử dụng luôn. Trước khi mà dùng thì mình sẽ lắc đều như thế này nhá. Trên này thì là một cái lớp vải mọi người, mình sử dụng thì mình chỉ cần ấn vào các cái chỗ đau như thế này nè, xong rồi massage nhưng bình thường thôi nha. Em này thì mình thấy có một mùi rất là dễ chịu luôn á mọi người, không hề bị hắc đâu nha. Và cái này mình mua về để cho ông bà ngoại của mình ý. Ông bà qua tuổi rồi nên là làm việc một chút là bị đau nhức mỏi cơ luôn rồi ý. Mình sẽ để link trong phần tiểu sử cho bạn nào cần nhé.